Michael Singapore, dùng thuốc kích ghẻ dâm cành, được ra bộ ghẻ như thế này. Anh chị cần cho lô thuốc kích ghẻ để cắt độc mai dâm cành hay cắt da, bôi thuốc trên bộ cây mai con hoặc dưỡng mai suy yếu, kích ghẻ mai phôi thì alo mình ha. Đây là cái mai xù Singapore mà em đã dâm cành được 6 tháng nay, em nó được cái bộ rễ về. Rồi, mới chào chị ha. Bên em chuyên bán thuốc kích rễ cho mai phôi, cắt da bôi thuốc trên bầu cây mai con, dưỡng mai suy yếu. Số điện thoại là 07650 34579, đang có chương trình khuyến mãi mua 2 tặng 1. Em mua 2 chai em sẽ tặng thêm 1 chai, em mua 2 chai được 3, em bao ship ha. Rồi, cảm ơn quý vị rất nhiều, chúc quý vị được vạn sự như ý.